Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình cập nhật lại cho bạn về cái app mình khai thác cái đồng là Fade nhá Hiện tại thì app đã mở lại cái chức năng cho mình rút tiền rồi Cũng như là cái min rút nó giảm xuống còn có là một triệu đấy Mình đã rút về là 10 triệu đấy, cái phí rút là một triệu Thì nó tương đương với là 11.07 đô nhá Hôm qua mình rút về thì nó chỉ rơi tầm là 9.8 đô thôi Nhưng mà hôm nay giá nó lên một chút đấy, nên là mình rơi vào tầm 11.1 đô đây cái giá đang nhảy các bạn nhìn thấy nhé. và hiện tại thì cái giá này về lâu về dài nó chỉ cần bớt đi 1 đến 2 số 0 thôi là mình đã được ít khá nhiều cái tài sản ở đây nhá và đây là một cái app cho mình là khai thác cái đồng là phây này hoàn toàn miễn phí cũng là cái cơ hội cho mình kiếm tiền khá là ngon nhá trước tiên thì mình cập nhật lại cho các bạn vì là cái mạng này nó rút về mạng là BSC nhá nếu như mà các bạn không biết đấy các bạn rút về cái mạng là Hecochen này là các bạn bị mất tiền đấy các bạn không bán đâu nhé Vì là cái hợp đồng ở trên mạng là HecoChain này hệ thống đã, đã thay đổi và chuyển sang mạng là BSC nhé Trước đây mà cái app Fade down này nó còn cho mình rút về cái mạng là HecoChain đấy Thì lúc đấy mình rút về mình bán là 0.96 HT Cái thời điểm đấy thì nó rơi vào tầm là 9.8 đô Nhưng bây giờ thì HT nó giảm xuống còn có 6.77 đô Và hôm qua mình rút tiếp một cái lệnh nữa là 10 triệu Thì phí trừ 1 triệu mình còn là 9 triệu nhé và tương đương với là 11.27 đô nhé Và đây là một cái kèo cho mình kiếm đồng Fade Down này Mình rút về mình bán sang cái đồng là USDT hay là BNB hoàn toàn miễn phí nhé Nên bạn nào mà chưa xem cái video trước đây của mình thì mình sẽ để bên dưới phần là mô tả video nhé Để các bạn xem bạn biết cách là đăng ký thiết lập tạo một cái tài khoản để các bạn kiếm tiền là miễn phí nhé Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái con check Của cái đồng là Fade down trên cái mạng là BSC nhé rồi đầu tiên thì các bạn sẽ là lên cái là quay market cap này các bạn sẽ là search từ khóa là fedao này thì nó sẽ hiện lên cái mã hợp đồng của nó đấy mình sẽ để cái đường link này cho các bạn là click vào các bạn copy luôn cho dễ nhá đây chính là cái mã hợp đồng của mạng là bsc nhá các bạn sẽ là mở lên các bạn sao chép cái mã hợp đồng của nó này ở đây các bạn sẽ là sao chép nhá và đây là cái tổng cung của nó này tổng cung cũng khá là nhiều giá bây giờ nó còn khá là rẻ nếu như mà các bạn hold lâu dài đấy nó chỉ cần bớt đi một số 0 đến hai số 0 thôi là lúc đấy cái tài sản mình lợi ích lên khá nhiều nhá ở đây các bạn sẽ là sao chép cái mã hợp đồng này bây giờ quay về cái ví trước, đấy các bạn sẽ ép vào nhá ở trên cái ví trước thì bạn vào hai cái thanh mà tìm kiếm hai thanh trượt này các bạn uh, pass cái con check ở đây ở đây nó bảo nó không tìm được đâu mình cần phải tự thêm cái đồng tiền mã hóa nhá các bạn click vào đây nhá tiếp theo thì các bạn đổi sang cái mạng lưới là bsc nhá đây các bạn nhìn thấy là số bắt chen nhá các bạn dán cái con check vào đây nhá ở đây nó tự động nó hiện lên tên này ký hiệu và cái số thập phân nhá các bạn click vào làm xong nhá rồi như vậy các bạn đã ép vào cái con check của nó nhá đây các bạn nhìn thấy là hôm qua mình rút về là 9 triệu rồi nhá bây giờ thì mình sẽ là về cái app fade down. mình hướng dẫn cho bạn là rút tiền cũng như là tí nữa mình hướng dẫn bạn là bán là cái đồng fade down này nhá trước tiên thì các bạn sẽ là mở cái mạng là bc lên này các bạn là vào phần nhận này các bạn sẽ là copy mã ví này bây giờ thì quay về cái app mà phê đấy mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là rút tiền nhá bây giờ mỗi lần các bạn đăng nhập vào mình sẽ nhận được 250 nhá đây mình đăng nhập vào này các bạn nhìn thấy là mình sẽ nhận được là 250 nhá bây giờ mình thoát đi này đây mình thoát ra này mình lại mở lên nhá thì mình lại nhận được là 250 nhá Tiếp theo là các bạn follow này, mỗi một lần follow mình nhận được là 500 nhá. Đây là một cái app cho mình kiếm tiền khá là ngon. Với cái min nó hạ xuống còn 1 triệu thôi nhá. Ở đây các bạn cứ follow này. Đó các bạn kéo lên các bạn cứ nhìn đến tấm ảnh nào là các bạn follow thôi nhá. Ở đây là một cái kèo cho mình là kiếm tiền khá là ngon. Thứ nhất là cái min rút nó đã hạ xuống này và thứ hai là các bạn đào được, các bạn rút về các bạn bán được luôn nhá. Có nhiều cái app mà đào kiểu là airdrop đấy khi mà rút về mình còn chưa bán được đâu nhưng đối với cái app này thì mình đào đến đâu mình rút về mình bán đến đấy nhá và thứ hai nữa là cái công việc để mình kiếm cái đồng quay khá đơn giản thôi hàng ngày các bạn có thể bỏ ra là 30 đến một tiếng là các bạn đã làm full cái nhiệm vụ nó nhá vì mỗi một ngày nó cho mình làm mắc là 50.000 cái đồng token là phê này nhá công việc thì mình chỉ vào là thả tim thôi tức là mình like cái bài viết thôi nhá ngược lại các bạn cũng có thể là đăng hình mình lên đây được nhá các bạn có thể là kiếm những bức ảnh đẹp hay là những cái gì các bạn đăng đây thì những cái thành viên khác cũng sẽ là follow lại cái bài viết của các bạn nhé đây các bạn nhìn thấy là bạn này bạn ăn tuyển Z luôn đây này, này không những là đăng bài lên bạn đang tuyển Z đây mình follow mình là người đầu tiên follow cho bạn đấy nhá rồi tiếp theo nữa thì các bạn nhìn thấy là ở cái phần này nó sẽ thống kê được cái mà mình kiếm được hàng ngày tức là mình kiếm mắc được là 50.000 cái đồng token này nhá mỗi một ngày mình ấy, kiếm mắc được là 50.000 này Bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho bạn rút tiền nhé. Các bạn click vào cái biểu tượng hình người này nhá. Tiếp theo nữa để mà mời bạn bè thì các bạn click vào cái mã QR này nhé. Các bạn sẽ là sao chép cái liên kết này nhá. Mỗi một lần này các bạn cứ click vào đây. Các bạn thoát ra là nó thay đổi lại cái đường liên kết này nhé. Các bạn để ý kỹ cho mình cái đấy nhé. Rồi ở đây các bạn click vào là My Wallet. Tức là mình tiến hành là mở cái ví mình lên. Cũng như là ở cái phần này nó thống kê cái thu nhập cho mình nhé. Đây bạn nhìn thấy là mình làm mình cứ cộng 500 này Mình mở cái lịch sử mình đã rút là Hôm qua mình rút là 10.000 cho bạn xem nhé Ở đây các bạn nhìn thấy là mình rút 10.000 thì là Nó trừ phí là 1.000 Mình thực nhận là 9.000 nhé Ở đây thì các bạn sẽ click vào sen rồi Mình thực hiện là rút tiền này Còn bên này là mình nhận nhé Ở đây mình click vào là sen này Các bạn click vào là confer nhé Bên trên thì là cái mã ví và hệ thống yêu cầu Mình rút về cái mạng là BSC. Các bạn sẽ là dán cái con check là lúc trước Mình bảo các bạn là copy cái mã là BC đây nhé Tiếp theo các bạn sẽ nhập cái số lượng đây, min rút là 1 triệu và phí rút 1 triệu. Nếu như mà các bạn đủ 1 triệu bạn rút luôn là quay như các bạn không nhận đồng nào vì là mình trừ mất phí 1 triệu. Nên là các bạn để nó nhiều nhiều chút để các bạn rút nhá. Sau khi mà các bạn đủ min đấy các bạn nhập đây các bạn rút được bạn kéo lên hết này, các bạn click vào là confirm. thì nó sẽ hiện lên một cái bảng cho bạn là quét vân tay nhá. Cái này nó lại bảo mật, mỗi lần rút tiền là mình phải quét vân tay nhá, nên là máy của các bạn ấy phải có vân tay các bạn mới là quét được nhá. Cái này rút tiền về nhanh lắm, chỉ mất tầm độ là một phút thôi. Hầu như mình rút buông tay cái thì mình làm mới lại cái ví, thấy là tiền nó về luôn nhá. Bây giờ mình sẽ là quay về cái ví mình hướng dẫn cho bạn là bán cái đồng phê đao rồi nhá. Và đây là một cái kèo kiếm khá là ngon nên là bạn nào mà chưa tham gia thì mình sẽ để cái video hướng dẫn đăng ký cho bạn xem nhá. Rồi bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là bán đồng phê đao nhá. Trước khi mà bán thì bạn nên là quay market cap này, bạn sẽ là copy cái mã ví của nó nhá. Ở đây các bạn sao chép cái mã ví nhá. Bây giờ quay về cái ví trước mình hướng dẫn bạn bán nhá. Trước khi mà bán được các bạn cần phải có một cái lượng đồng là bin, bin làm phí ga nhá. Ở đây mình đang có tầm là 2,9 đô rồi thoải mái làm phí ga số cái đồng phê down này nhá. Các bạn vào cái đáp nhá. Các bạn ghi cho mình cái chữ là pu quay app nhá, pu này, quay này, chấm app. Các bạn enter nhá. Ở đây các bạn cần phải đổi cái mạng này sang cái mạng là BC nhá, Smart Chain đấy. Rồi, tiếp theo thì các bạn cần phải là kết nối ví nhá, do mình đã kết nối ví trước rồi nên là nó nhớ luôn nhá. Còn nếu như một lần đầu tiên các bạn vào các bạn cần là kết nối ví nhá. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ là dán cái con check vào đây nhá. Các bạn sẽ là dán con check lúc trước vừa copy xong dán vào ô này nhá. Rồi như vậy các bạn nhìn thấy là nó nót ra là fade down này, mình click vào đây nhá. Đây là cái giá của nó đây các bạn nhìn thấy cái giá của nó đây nhá. Tiếp theo thì các bạn click vào là trader nhá. Đây đây các bạn mở lên các bạn nhìn thấy rõ là cái giá của nó đây. Đó, đây là cái giá của nó nhá. Các bạn kéo lên thì các bạn nhìn thấy cái nút mà trader nhá, các bạn click vào đây nhá. Tiếp theo nữa các bạn click vào nút này nhá để mình dán cái hợp đồng ở đây nhá. Các bạn pass cái hợp đồng vào đây. Rồi các bạn click vào là fade Out nhá như vậy mình đã chọn được là cái đồng phê đao bên dưới này bên trên mình là đồng là bnb ở đây mình bán thì mình cần phải là đảo cái mũi tên lên mình bán cái đồng phê đao sang cái đồng là bnb nhá rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy là cái đồng phê đao mình đang là ở trên này đồng bnb đang ở dưới nhưng ở đây mình không bán sang cái đồng bnb nữa mình sẽ là bán sang cái đồng là usdt nhá như vậy thì mình sẽ là bán sang cái đồng là usdt ở đây mình click vào là Max nhá, Max này. Như vậy với 9 triệu thì mình đang được là 11.12 đô nhá. Bán lúc này thật ra thì hơi là tiếc đấy, nhưng mà mình làm video thì mình bán cho bạn thôi. Ví dụ mình để một hai hôm mà nó chỉ cần bớt đi một số không thôi. Là chỗ này của mình không phải là 11 đô đâu, phải lên tầm độ về 6 đến 20 đô nhá. Tiếp theo các bạn click vào cái nút xanh xanh để là mình tiến hành là số nhá. Các bạn click đây còn trên này là cái báo giá của nó nhá. Mình để mặc định luôn này. Các bạn click vào đây nhá. Ở đây các bạn cần phải là gọi cái hợp đồng thông minh nhá. Cái phí mình là 0.1 đô nhá. Thì mình cần phải có cái đồng là BNB làm phí ga đấy, phí khá là rẻ thôi. Đây mình click là chấp thuận này. Mình sẽ quét vân tay, cái đoạn này các bạn không nhìn đâu nó tối đen màn hình nhá. Rồi đến cái bước này thì các bạn click là swap nhé. Các bạn nhìn thấy là nút swap nó màu xanh lên này. Các bạn click vào số watt nhé Thì mình thực nhận là 11.12 đô nhé Kích vào số này Ở đây các bạn nhìn thấy là cái phí đấy Lúc trước là kết nối quay hợp đồng là mất một phí Bây giờ là mất thêm là 0.3 phí Tức là mình mất là 0.4 đô nhé Đây mình click là chấp thuận nhé Đoạn này thì mình quét vân tay Nó đen màn hình các bạn không nhìn được nhé Đây mình chờ một tí nhé thành công rồi nhá Bây giờ mình sẽ là quay về cái ví trước để mình mở lên cho bạn xem nhá Ở đây do mình chưa bật cái đồng, à đây mình bật rồi Bây giờ mình làm mới lại nhá làm mới này Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy là mình đã nhận được là 11.1 đô nhá Cái trường hợp mà các bạn không nhìn thấy cái đồng là USDT nó nổi đến đây Thì các bạn vào cái thanh tìm kiếm này Các bạn ghi cho mình cái chữ là USDT nhá USDT nhé các bạn lưu ý cho mình là nó thuộc về cái mạng là BSC thì các bạn bật cho mình cái mạng là BSC lên nhá nếu như mà các bạn mà đang để à, ERC10 tức là cái mạng là Ethereum ấy là nó không hiện lên đâu hay là các bạn đang để cái mạng là TRC20 tức là cái mạng là TRX ấy thì nó không hiện đâu mà các bạn phải bật cho mình cái mạng là BEP20 lên nhá tức là BSC lên nhá thì nó mới hiện lên nhá và khi nào mà các bạn muốn rút cái đồng là USDT này lên là sàn Onnet hay là sàn Binance hay là Hobi hay sàn Zimitalo thì các bạn đều phải có một cái lượng BNB làm cái phí ga để các bạn rút cái đồng là USDT nhé thật ra thì nó không hết bao nhiêu đó chỉ tầm là 1 đến 2 nghìn Việt Nam đồng thôi nhưng mà nó bắt buộc là phải có đồng BNB thì các bạn mới làm phí ga để mà rút được cái đồng là USDT ở cái mạng là BEP20 nhé và như vậy mình đã là hướng dẫn các bạn là rút quay cũng như là bán quay nhá và đây là một cái app cho mình là kiếm USDT khá là dễ nhá và bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhá và nếu như lần đầu tiên mà các bạn biết tới kênh mình thì bạn bấm đăng ký kênh mình nhá và các bạn bấm vào quả chuông này nhá các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhá thì khi mình đăng tải video là mình cập nhật một cái kèo error lên thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được nhá còn bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhá Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Thịnh nhé, chúc mừng bạn nhé. Bạn thứ hai là bạn là Đà Lẵng miền Tây nhé, chúc mừng bạn nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo để bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình sẽ quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé. Còn video mình sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.